Ây yo, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel của Bun. Anh em ơi, ở đây có ai ghét con chuột giống tôi không nhở? Thề luôn nha, cái bọn chuột làm ô nhiễm môi trường dã man luôn. Đúng. Không những thế, có một lần tôi còn bị con chuột nó cắn vào chân cơ. À, thế à? Thật sự luôn ấy. Nên là ngày hôm nay tôi đã tìm được cái hang ổ phô mai của chúng nó. Bây giờ tôi sẽ lên đường để đi ăn trộm hết tất cả phô mai của bọn chuột. Và không những thế nha, tôi sẽ chơi bọn chuột một vố cực kỳ là đau luôn. Rồi, anh em nào tò mò xem ngày hôm nay tôi sẽ trôn bọn chuột như thế nào, thế tiếp tục con view này nha. Và trước khi đi, hãy để lại cho tôi xin một like, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo đó nha. Còn bây giờ là lên đường thôi. Vâng anh em ơi, tôi vừa lẻn được vào trong cái hang ổ của bọn chuột tới đây. Anh em có thể thấy này, bọn chuột này xây một cái căn cứ bí mật cực kỳ là nghiêm chặt luôn nha. Đây, ở phía trước đây chúng ta có thể thấy rất là nhiều phô mai luôn. Đấy, nhưng mà thật ra là có đường vào nhưng mà lại không thấy đường ra đâu anh em ơi. Bây giờ cái nhiệm vụ của tôi là phải tìm 9 miếng phô mai để trốn thoát khỏi đây. Đấy, tôi đi cái đường này vào xong bây giờ nó chui ra chả biết đường nào luôn á. Và đặc biệt một cái là có chuột rít, có chuột rát. Và ngày hôm nay tôi sẽ phải đối mặt những cái con chuột rát nha. Ui, thấy chưa? Vừa nói xong, sập cả cái cánh cửa vào. Ok, cái gì đây? Nhiệm vụ đầu tiên để lấy được cái miếng phô mai ở trên bàn này là đó chúng ta xem nhấp 30 cái vào cái này. Ồ, có bạn này nhấp cùng mình thì nó cũng nhanh hơn đấy anh em ạ. Ok, cánh cửa này đã mở ra. Ồ, tiếp tục nhấp hả? Tiếp tục nhấp hả? Và nhấp 30 cái để thoát ra. Trời ơi, thế là miếng phô mai nó ở đâu? Ai mà biết được. Đường này đi được anh em nhá. À, đây vẫn là cái khu vực an toàn. Đây vẫn là cái khu vực an toàn anh em ạ. Và chúng ta phải đi tìm những cái miếng phô mai ở trong này. Rồi luôn. Cái hang ổ bọn này nhìn như một cái mê cung thật thụ. Nhìn này anh em ơi. Ở đây là nhảy một phát là đi xuống địa ngục luôn đúng không? Và tôi thấy một cái miếng phô mai ở bên này. Ủa, làm sao để chúng ta có thể nhảy qua đây để lấy miếng phô mai đó? Thôi kiếm đường khác mới được. Rồi thử đi đường này xem có cái gì bên trong không. Nãy giờ tôi vẫn chưa thấy con chuột là nó rình mò, nó tìm tôi cả anh em ạ. Hình như là tôi chưa lấy được miếng phô mai nào nên là chúng nó chưa tìm tôi. Đây. Có ngay một miếng phô mai ở trên bàn này. Ok, tôi đã tìm được một trong 9 miếng phô mai rồi. Tuyệt quá. Đấy, đi cái đường này nó cảm giác nó ok la hơn mấy cái đường kia. Vừa nói xong, đấy, lấy trộm của nó một miếng phô mai cái là con chuột chút chít. Nó rồi tôi ngay. À, mày, ở đây có cái khe. Cắt đuôi ngay con chuột anh em ơi. Tưởng thế nào? Mình lấy trộm của nó thấy mình ngay, nó túm mình ngay. Rồi biết luôn nha, 1/9 rồi. Đây đấy, cái cửa gì nó ghi 1/9 này này. Uầy, đi vào cái cửa này thấy ngay một miếng phô mai nữa. 2/9 không tệ. Chứ ở thượng phô mai bọn này cất giữ là phô mai ngon lành cành đào luôn nha. Phô mai thơm, thơm phức phừng phực luôn. Rồi, tiếp tục là đi tìm. Nhìn tôi cũng dáng chạy cũng giống con chuột dần rồi đấy anh em ạ. Hay là giống con mèo Tom và Jenny. Con mèo Jenny anh em ơi. Ui, mấy bạn này đông đông rồi, điên kéo ra kéo đống vào đây này này. Có cái gì đó sai ở đây nha. Ồ, ở đây là một miếng bánh nữa này. Đây là tôi lấy. Ui, đấy biết ngay có gì sai mà đi. Con chuột nó ngay ở phía bên kia luôn. Rồi, ia cờ tế tiếp thôi anh em ơi. Mới được có hai miếng phô mai thôi. Ui, con này nó thuộc cái địa hình hơn tôi. Trời, chúng ta cần phải tìm một cái chìa khóa màu đỏ để chúng ta mở cái cửa này. Căng nha, cái đường này không đi được. Đi tìm đường khác xem nào. Lại về cái khu vực an toàn. Thế cái chỗ này nó như cái mê cung nên là mình vẫn chưa rõ đường cho lắm anh em ơi. Tôi thấy rung rung, mặt nó rung rung là tôi có thấy có điểm rồi. Về cái khu vực an toàn kia đã. May quá, cái khu vực an toàn nó ngay cạnh chỗ tôi. Đấy, con chuột này nó to gấp 10 lần tôi là sao? Con chuột này con chuột thành tinh rồi anh em ơi. Đây, con chuột thành tinh rồi chứ không phải con chuột bình thường nữa. Thử đi đường này xem là nãy tôi đi đường này chưa nhở. Thôi cứ thử cái đã nha anh em nhé. Đấy, chưa đi đường này. Thấy ngay kết quả, cái đường nào mình chưa đi cái là mình lụm được ngay kết quả. Thấy một cái chìa khóa màu xanh lá này. Tôi cứ lụm trước đi anh em ơi. Mình leo cái thang này lên trên. Hy vọng là nó sẽ mở cho tôi một cái cửa gì mới hay ho hơn. Hình như con chuột nó không lên được đây đâu anh em ơi. Đúng luôn, ở trên này tôi thấy ngay một cái miếng phô mai này 4/9 rồi. Của nó đấy. Ôi trời ơi, tìm mấy cái miếng phô mai này dễ thật sự luôn ấy. Rồi, tiếp tục. Ở bên kia tôi thấy cần một cái chìa khóa màu xanh dương. Đây này. Cái này ba bấm nút 30 phát. Trời ơi, bên phải kiếm cái chìa khóa xanh dương mới được. Xanh lá này không biết để mở cái cửa nào đây. Ở đây. Ui, nó đâm thẳng phát xuống cái cửa xanh lá này.
Rồi, đi thẳng vào cái chỗ này, liệu rằng đi thẳng vào đây nó có an toàn không? Thôi, cứ phải thử mới biết được anh em nhá. Rồi, mà ảo ảo nhiễu 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 nhiễu. Ôi giời. Đoán mã số 4. Ôi giời ơi, đoán mã số 4 ở đâu đây? Tuy nhiên đoán mã số 4. Cái gì đây? Cái gì? À, có nó cho mình 4 số và mình phải đoán cái mật mã để mình mở cái cửa này ra. 2483. Thử luôn nhá, 2483. Được không ta? Ôi giời, cái bạn này phải vững đường thế nhỉ? Mấy bạn này vững đường thật đấy. Nào, 2483. Không được anh em ạ. Thế là 2438 xem nào. Liệu rằng có được không? Vẫn không được. 24. Ồ, cái này dùng rồi anh em nhá. Thế là 2843. Vẫn không được anh em ơi. Ui, cái mật mã này căng đét đẹp luôn đấy anh em nhá. Căng khá là căng nha. Rồi, phải gọi là dùng cái lão để suy nghĩ rồi. A few moments later. Hơi căng lão rồi nha. 38. Được rồi, 32 thôi anh em ạ. À. Đầu 3. Ôi, 3842 được. Ui giời ơi, tưởng không được cơ. Được rồi, giờ sắp tôi cứ đi chậm dài dài thế này. Tôi cứ đi chậm dài dài thế này anh em. Ui, để nó mập mà hơi ghê ghê nha. Ở bên này có cái gì đây? Có gì đây? Rồi, thấy những cái bóng đèn ngủ này. Cái đèn ngủ này. Ôi giời ơi, tôi lạc vào cái mê cung rồi hả? Ôi giời ơi. Có một cái cửa đi lên đây. Nhưng mà đứng xa xa đấy thì sao? Chết rồi. Hơi tê tê một tí nha anh em nha. Hơi tê tê một tí nha. Ô, thấy luôn. Có một chiếc chìa khóa màu đỏ. Và một miếng phô mai. Nhưng mà cái cửa này nó đã bị chặn rồi. Thôi, cứ lấy mấy cái này cái đã. Lấy cái này cái đã. Miếng phô mai này. Rồi, thứ 5, 5 trên 9. Rồi, lấy được luôn nhá. Wow. Và bây giờ tôi cần phải bắt cua qua đây lấy cái chìa khóa màu xanh dương. Nhảy được không? Ồ. Thế làm sao để lấy được cái chìa khóa xanh dương? Trời ơi, nó lừa mình thật ạ. Quay giờ ơi, lại quên hết cả đường luôn. Ôi ơi. Con chuột nó bắt tôi luôn mà. Ôi, mất hết chìa khóa luôn. Đấy, thật sự luôn ý. Thế mất sạch chìa khóa những cái thứ mà tôi nhặt được ở đây rồi. Giật hết cả mình luôn. Hơi hay co một tí anh em ạ. Con chuột. Tha tao đi mày ơi. Kiếm vào cái lách này đã. Rồi mất cái chìa khóa màu đỏ rồi. Cái thật sự luôn ý. Bao nhiêu công sức của mình như là đổ sông đổ bể hết rồi anh em ạ. Bao nhiêu công sức của mình nó đổ sông đổ bể hết rồi. Sau khi mà một con chuột nó cắn mình. Đi đường này xem nào. Chìa khóa màu vàng này. Cay quá luôn. À luôn đi chứ. Tôi cả đây tôi không thấy con chuột. Tôi mà thấy con chuột cái là tôi chạy luôn rồi. Mở ra. Tôi nghĩ tôi phải đi cái đường khác thôi. Bây giờ nó không cho tôi ra đường này. À cay má ơi luôn ý. Không ăn ớt mà vẫn cay. Ui con chuột. Thôi, anh gì ơi, thay em. Con chuột này tốc độ chạy nó cũng chỉ bằng mình mà thôi. Là mình có thể lấy cái tốc độ. Rồi, thu thập đúng lại hình như tất cả. Ở đây không? 6 trên 9 cái bánh rồi, à, cái phô mai rồi. Và bây giờ tôi đã được vào một cái cửa mới. Ok, lọt luôn. Tôi tưởng công sức của tôi đổ sông đổ bể nhưng mà không anh em ạ. Lọt là về điểm này hả? Về lại điểm đầu. What? Ảo thật đấy. Bịp thật sự nhưng mà tìm được 6 trên 9 rồi cũng vui rồi. Tôi cần thêm những cái thử thách mới. Con chuột nó quanh đây rồi nha. Bịp thật sự anh em ơi. Kiếm đường khác mới được. À thề luôn lú như con cú rồi. Ôi anh em ơi, tôi tìm lại thấy cái chìa khóa màu xanh rồi. Nó vẫn là điểm mà lúc nãy tôi tìm kiếm được. Rồi, thế này tôi bắt đầu biết cái quy trình hơn rồi. Đây, đi vào đây xem là có cái gì hot hit hơn không. Ở à, đây mất cái chìa khóa màu đỏ rồi này. Tôi cần tìm cái chìa khóa màu đỏ ở đây. Rồi, bắt đầu thu gom lại tất cả những cái đồ mà mình đã làm rơi nhá. Thu gom lại chìa khóa màu xám ở đây này. Rồi bây giờ mình sẽ xuống đây và mình sẽ lụm được cái chìa khóa màu đỏ này. Chắc chắn luôn. Bây giờ mình sẽ cầm đây. Đây, lụm lại được cái chìa khóa màu đỏ ở đây rồi. Mà lại phải làm qua thử thách và qua thử thách. Rồi, lại đi lần mò con số thôi. Đấy là ba à đâu, nó sập bao ra đây luôn mà anh em, sập bao ra đây luôn mà ngon, đường ra ở đây. Ok, lấy được cái chìa khóa màu đỏ lại rồi.
tôi cần phải bắc cua lên đây à? Đơn giản thôi, bắc cua đối với tôi nó là một điều gì đó nhẹ nhàng. Và tôi đã thấy cái chìa khóa, cái một miếng phô mai nữa. À đúng là không phụ công, không phụ công tìm kiếm nãy giờ của mình. Không phụ công. Hơi cùi nha, nhảy hơi cùi nha. Nhảy lại nha, tôi gọi là hơi mừng một tí anh em ạ. Rồi, nhảy lên đây thôi. Đây nữa này. Đây nữa này. Rồi, qua luôn anh em ơi, qua luôn nha. Một miếng phô mai là 7/9 rồi. 7/9 rồi. Tiếp tục, tôi cần phải làm một cái điều gì đó hay hơn. 7/9 rồi nha. Qua đây nhảy, liệu rằng tôi có nhảy được qua đây để lấy cái chìa khóa màu xanh dương không nhở? Ô, mày lấy đâu cái tấm ván đấy? Lấy đâu cái tấm ván đấy? Ô, mày có. Mày lấy đâu ra nhỉ? Ôi, ảo thế. Thế mà lấy mò được cái tấm ván. Con chuột này nó rình mò tôi nãy giờ thì phải luôn ý. Nó rình mò tôi nãy giờ thì phải luôn đấy. Nhưng mà không sao, tôi tìm được 7/9 rồi. Và tôi cũng khá là thuộc cái đường để đi tìm cái chìa khóa màu xanh lá rồi. Con chuột này rình mò tao hơi nhiều. Rình mò tao hơi nhiều. Cái thề luôn ấy, cứ ra một cái là gặp nó đớp mình luôn à. Không biết mình đã gây thù chuốc oán gì với nó. Lấy có mấy miếng phô mai thôi mà cũng lưu tư diêu thôi mà cũng không cho. Rồi 7/9, đi đường này. Đây đường này cần một cái chìa khóa màu xanh này. Nhưng mà tôi rơi hết chìa khóa rồi. Mà không biết mấy bạn ấy tìm cái tấm ván ở đâu. Hình như là mở cái chìa khóa màu đỏ này có cái tấm ván này. À ơi, bạn ơi, chạy đi bạn ơi. Con chuột nó lại lộng hành rồi. Qua lấy lại cái chìa khóa màu xanh đã anh em ơi. Vừa lấy khu an toàn. Quên mất đường rồi. Nhiều đường giống nhau quá. Thề. Nhiều đường giống nhau thật sự. Đây, chìa khóa màu xanh đây rồi. Lấy lại chìa khóa màu xanh để qua lấy cái chìa khóa màu đỏ đã. Qua mở cái cánh cửa màu đỏ. Ý. Hơi lằng ngoằng cái đoạn này một tí. Và tôi thấy một cái, tôi cần tìm cái chìa khóa màu xanh dương. Lấy được cái chìa khóa màu xanh dương để tôi qua kia tôi ấy. Rồi cánh cửa đây có chìa khóa màu đỏ rồi. Phát ra thôi. Đi đường này nha. Ông bạn này có ván rồi, tôi chưa có ván bạn nha. Bạn cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm cánh cửa màu đỏ cái đã. Còn lần này mình sẽ gọi là nhìn kỹ hơn. Thấy gì chưa? Con chuột này nó láu cá lắm. Về khu vực an toàn luôn. Cực kỳ láu cá con chuột đấy nha. Tôi biết thừa nó láu cá rồi. Nó rình nó thấy tôi cái là nó gọi là nó ra nó đớp. Nhưng mà không có chuyện đó đâu sói ạ. Luôn. Ồ, cửa màu vàng này. Thôi cứ tìm cái cửa màu đỏ ra. Tôi phải kỹ lưỡng hơn với nó. Gọi là nhìn kỹ lưỡng hơn với con chuột này mới được. Chứ không thể để gọi là vớ vẩn được. Đấy rồi, cánh cửa màu đỏ rồi. Đấy, chúng ta sẽ lấy được cái tấm ván. Ok, lấy được tấm ván này. Và nó ra đây, thấy con chuột không đang lên. Thấy con chuột thì mình té nha. Rồi. Qua lại cánh cửa màu xanh, mình đi vào cái tấm ván. À, hơi vất. Cái cửa màu xanh nó lại chui ở đâu ta? Thề luôn, nó cứ là một cái vòng luẩn quẩn nào đó. Nhưng mà khoan. Bên lần này mình sẽ cẩn thận hơn. Không cho cái con chuột nó gọi là lộng hành được nữa. Cẩn thận hơn nha anh em nha. Đâu rồi. Ê, biết ngay mà. Tuổi gì bắt mình anh em. Mình gọi là lường trước được cái vấn đề này rồi. Là con chuột nó thấy mình cầm nhiều đồ cái là nó bắt đầu nó dồn mình ngay. Mình lường trước được cái điều này rồi. Đây đi đường này nhá. Đây cánh cửa màu xanh đây rồi. Qua luôn. Xong mình lại phải đi vòng lại tìm cánh cửa màu xanh này. Đấy, cái cánh cửa màu xanh này móc lối hơi nhiều. Móc lối với cái điểm rơi hơi nhiều. Ok, đi vào đây nữa này. Đây tôi có ván rồi, tưởng muốn mình bạn có ván á. Ê trời, được rồi. Bây giờ mình sẽ phải nhảy xuống tiếp à. Mày đứng im như trời trồng thế này. Về lại khu vực an toàn đã. Tôi cảm giác tôi cần phải tĩnh tâm một tí.
Hít thở thật sâu để da không bị con chuột nó bắt nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm lại tiếp cái cánh cửa màu xanh lá tiếp để mình qua đấy. Mình đi vào cái cánh cửa xanh dương. Ôi giời ơi, hơi gọi là lòng hoàng tí nhưng không sao. Mình phải gọi là lặp lại cái cánh cửa xanh lá này rất là nhiều lần. Được rồi. Qua đây. Nhớ thường nó quanh đây, tôi thấy con chuột nó quanh đây nữa này. Bình tĩnh ở đây. Chính là cái đường này. Đấy, đi vài vòng cái nhớ đường ngay à, anh em ơi. Đi vài vòng cái nhớ đường ngay à. Có chìa khóa xanh dương rồi. Mở cánh cửa này thôi. Đây. Nhấp 30 lần rồi chúng ta sẽ được cái gì? Thu được. Lấy được một cái này. Tôi bật được một cái đường dây gì đó. Và tí khả năng là tôi sẽ đi theo cái đường dây đấy. 30 giây à? Thôi đợi tí, chờ bấm lại nha. 8/9 cái bánh rồi, 8/9 cái phô mai rồi. Còn là cái đường dây này nó sẽ mắc lối ra đâu đó. Đợi tí anh em ạ. Để tôi bấm lại cái nút này đã. Chúng ta chỉ có 30 giây để chúng ta có thể hoàn thành cái nhiệm vụ này thôi. Nên là mình cần phải làm cái điều gì đó điềm tĩnh hơn. Đây là tôi đứng review mất 10 giây rồi nên là tôi muốn bấm lại. Ok. 3, 2, 1. Let's go. Đi theo cái đường dây nha. Cầu mong là sẽ không gặp con chuột. Alo. Đi theo đường dây đấy bị mắc kẹt luôn mà. Quay, cái gì đấy? Không nhớ map là dở luôn đấy. Đây cái đường dây đấy đây rồi. Đi theo cái lối này. Ồ. Alo, tôi mở được cái này rồi hả? Ôi giời ơi, mở được cái đấy rồi. Tôi lấy được cái đấy rồi. Cái gì đấy? Tôi lấy được cái ở trong này rồi. Căng nha. Thế thì một cái bánh phô mai nữa ở đâu? Nãy giờ tôi giải mã hầu như là gần hết rồi đó. Ủa, thế mình đang bị thiếu sót ở cái đoạn nào ta? Khoan đã, tôi phải đi lần mò từng tí một mới được. Bắt đầu đi từ cái cánh cửa là chìa khóa màu xanh này. Xanh lá này này. Đây rồi, cái cửa chìa khóa màu xanh lá đây. Liệu rằng có điều gì đó sẽ sai không ta? Cánh cửa màu đỏ đi. Mình sẽ vào cánh cửa màu đỏ trước. Màu đỏ đâu nhỉ? Chết rồi. Lên quanh ở đây, xanh lá đây. Mình đi vào xanh lá xong mình đi vào màu đỏ. Mình phải giải mã bằng được anh em ạ. 8/9 rồi. Không hiểu tại sao lại thiếu được. Có một cái lon nước này. Một lon nước là mình sẽ chạy nhanh hơn. Đấy, thấy chưa? Một lon nước là sẽ chạy nhanh hơn. Thiếu ở đâu ta? Trên này mình lấy được chưa? Trên này mình lấy được rồi. Lấy được chưa nhỉ? Con đang trèo lên lại đã. Trên này mình lấy được rồi nha. Không hiểu tại sao vẫn thiếu được. Rồi, ở trên này mình cũng đã lấy được một cái chìa khóa xanh dương. À, thiếu ở đâu ta? Hay là nó vẫn còn ẩn giấu ở đâu đó? Đúng. Quanh đây. Mặc dù tôi đã làm hết sạch nhiệm vụ rồi. Làm một nước đã anh em nhé. Làm một nước đã chạy cho nhanh. Được chưa ạ? Đây. Dồn nữa đi. Dồn tên bo đi. Tuổi con tôm, tuổi con tép. Làm sao mà dồn cho tôi được? Ấy xài ơi, tôi nhanh lắm. Tuổi gì dồn tôi? Kinh nhé. Okay. Đi tìm hết nước mắt mới được. Chả có lẽ mình lại thiếu sót ở đâu đó sao? Một cái bánh ở đây mình đã bị mình lấy này. Còn ở đâu nữa được ta? Lần mò kỹ lưỡng một tí nữa anh em ơi. Hình như là tôi thấy cảm giác cái đường này tôi chưa đi thì phải. Đấy biết ngay mà. Chín đến đấy. Mình kiểu gì biết là thiếu sót một cái ở đâu đó. Và bây giờ tôi sẽ chỉ cần tìm đường ra được thôi. Rồi Loan đấy, con chợt thấy tôi. Thấy tôi là đủ 9 cái phô mai là bắt đầu luôn. Dình nó quậy, nó định đớp tôi một cái này. Không có đâu sói ơi. Tôi uống non nước tăng lực để tôi phóng thật nhanh nào. Bây giờ mình phải tìm lại cái đường ra. Chứ là cái đường ra ở đâu nhỉ? Đường ra lấy mình đi đường nào ta? À đây. Quanh đây thì phải anh em ạ. Đây rồi. Yes. Thoát khỏi con chuột dở hơi biết bơi đấy rồi. Gì đây? Zip Eden. Và đây chính là cái kết của con game này. Và con game này nó sẽ có phần 2 và phần 3 nữa.
anh em nếu mà video này ủng hộ tôi thì tôi sẽ tiếp tục giải mã cái phần 2 hoặc là phần 3 con game này nha. Đây, đi qua đây, đi qua đây. Ôi giời, bị che một lớp tường rồi, bị che một lớp tường rồi. Một lớp cực kỳ là mờ ảo, cực kỳ là mờ ảo luôn. Sợ chưa anh em? Bây giờ sẽ phóng thử đi về xem là đâm hết cái đoạn đường này xem có gì hot hit nữa không, cho anh em chiếm ngưỡng luôn. Hello. Con chuột này. Ôi! Rồi luôn, nó chạy vào nó đớp tôi một cái, thế là hẹo luôn rồi anh em ạ. Đồ ngu. Anh em ạ, anh em thấy cái video là hay, anh em hãy để lại cho tôi xin một like, một đăng ký kênh, và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo nữa nha. Còn bây giờ là bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.